là ông trùm trong tất cả các loại tủ ướp lạnh nước ngọt. Tủ mát Pepsi mang trong mình nhiều cái nhất, tủ bền nhất, nhiệt độ tốt nhất, thiết kế đẹp nhất và giá cao nhất. Tủ này được sản xuất bởi hãng Sanden Intercool Thái Lan. Thông thường nếu cửa hàng bạn đẹp và có doanh số bán cao, thì Pepsi sẽ cho bạn mượn tủ để trưng bày nước ngọt. Còn nếu bạn không đủ tiêu chuẩn tài trợ tủ thì đây là cái tủ bạn cần. Nó là hàng qua sử dụng, máy móc còn nguyên bản. Cửa lùa hai bên, hai cửa này tự đóng khi bạn buông tay ra. Bên trong có 5 tầng vĩ để sắp xếp nước ngọt. Bạn có thể thêm bớt số tầng này hoặc tăng hạ chiều cao sau cho phù hợp với nhiều loại nước ngọt khác nhau. Công ty bán thanh lý, bảo hành 12 tháng và giao hàng toàn quốc. Nếu đủ đúng nhu cầu sử dụng của bạn, xin liên hệ số điện thoại Zalo trên màn hình. Quý khách có thể đặt hàng trực tuyến tại website điệnmáytânbình.com. Hàng tháng chúng tôi đều có chương trình khuyến mãi hoàn tiền 100%. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất và đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website điệnmáytânbình.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện Máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện Máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.